Thưa mọi người, lần đầu tiên tôi được tiêm ngừa cái gì, tiêm cái gì? Cúm nha. Tiêm cúm ở đây tôi chưa bao giờ được tiêm. Bây giờ lần đầu tiên được tiêm thì bây giờ trước khi tiêm qua đây khám một cái. Anh nghĩ tiêm chưa? Đây, bây giờ đây. Chuẩn bị là chưa bao giờ được tiêm đâu. Có ảnh hưởng gì không? Không sao đâu. Có bị mất trí nhớ? Có bị yếu sinh lý đấy. Yếu sinh lý. Hơi đơn thì thôi. À, phải ghi giấy. Phải ghi giấy chứ nha mọi người. Không tiêm sao yếu sinh lý hả? Ừ. Thôi được tiêm. Tiền không? Bài gồm tôi. Mai, ông về có gì mai ông phải live stream báo cáo tình hình nhá. Ốp lên trang fanpage của đài. Phúc tiêm chưa? Bây giờ em tiêm nè. Mày phải tiêm cả hai bên mà. Tại sao? Mày đi lắm rồi. Cho nên là dễ truyền cho người khác. Tiêm một mũi thôi. Hôm bữa là 6 mũi Covid rồi đấy. Dạ. Là tiêm này có bị rụng tóc không? Có bị rụng tóc không? Mất trí nhớ gì không? Rụng lông chỗ khác. Bác sĩ bệnh viện nào? Hà Thành. Bệnh viện nào chị? À, tưởng Hà Thành, không phải. Nhưng mà phải tập này để tôi đi tên rồi cùng trước. Túi của ai? Đấy, chị là bệnh nhân đang được theo dõi, thế mà lại còn phải làm cameraman. Đừng có cận vào ngày sinh quá, sắp sinh nhật tôi này. để con được đấy, hôm nay ông sẽ được tiêm miễn phí. Quà mừng sinh nhật đấy. Happy birthday. Thôi đừng có cái. Anh có thể sang bên này đo huyết áp. Sau khi tôi tiêm xong mình sẽ qua lãnh tiền mọi người ai mà tiêm thì được 1 triệu đi vào đây. Dạ thì em phải đồn như vậy để cho người đi tiêm. Thì đây là lần đầu tiên tôi được tiêm cung. Hồi đó tiêm Covid nhiều lần rồi. Nhưng mà tiêm Covid xong thì sẽ bị mất trí nhớ và bị rụng tóc. Còn bây giờ tiêm... Tiêm Covid xong bị yếu sinh lý, bây giờ tiêm này để cho tăng cường sinh lý. À, như vậy thì tiêm này cũng để tăng cường sinh lý. Nhưng mà cái này bao lâu thì mình sẽ tiêm một lần? Năm. Một năm một lần đó chị? Không biết, mình không có biết cái này. Tiêm xong đảm bảo tóc hết rụng. Dùng chỗ khác. Tiêm xong thì sẽ dẫn chương trình hay hơn nha mọi người đấy. Tôi đề nghị các MC của đài đồ Hữu Bằng, Thụy Vân ơi, Đức Bảo. À, các bạn xuống xây tiêm đi, mau lên. Mỗi người tiêm là được 1 triệu đấy, Phúc được 1 triệu đấy cho anh nào. Em chưa. Không đau hả? Không đau. Thì kim to không? To. Không đau tí nào. Ghê rồi. Okay. Đây là chị Đinh Thị Ái Vân, rất đẹp cho mọi người. Bây giờ làm gì chị, đỡ tay vô đây hả? Không cần bị ấy ạ. Không cần đúng không? Tí nữa chị tiêm cho em luôn đi. Các chị kia trong tiêm cái tiền để nhà anh tâm. Cứ nào đang tiêm bị gãy kim không chị? Chỉ có người khỏe quá thôi. Đây bà vẫn quay đúng không? Quay hết đi, tôi người thì tôi tiêm úp bên trang ba. Nếu lúc đó thì chị lên trang. TikTok nó giả tiền cho ông nhớ che tôi nhé. Hả? TikTok nó giả tiền ông phải che cho tôi đấy. Chị gáp cam. Sao rồi? Cao hết vậy à? Chắc rung quá đúng không? Đây là chị Đinh Thị Ái Vân, một trong những chị đẹp nhất của viện vệ sinh dịch tễ trung ương hả chị? Mập nhất. Mình là viện viện vệ sinh dịch tễ trung ương ở 131 Lò Đúc. Hai bên mình hơi cao. Hơi cao đúng không? Thế ra là em sao, là bị mệt quá hay sao? Rồi, không gặp chị xoay động đấy. Ủa như bình thường nếu mà không trình tin này ở ngoài sẽ bao nhiêu một mũi vậy? 365.000. Nếu mà tới viện sẽ là 365.000 một mũi nha mọi người. Và bây giờ qua đâu nữa ạ? Ủa cái kim to quá kìa. Hả?
đang ngồi theo dõi để xem là có phản ứng phụ gì không mà còn phải làm cameraman. Được 10 triệu đấy, sau khi xem xét lượt view TikTok. Ghê quá, thấy rung quá nè. Ê, nhỏ lớn tôi sợ cái kim lắm nha. Kim, cái kim bự lắm chị. Để coi cái kim. Biết tiêm không đau hả? Không đau hả chị? Dạ. Không, em thích cái kim, em sợ. Thủy ơi. Chị cũng xạo xạo chứ chị sợ hết bồ luôn kìa. Rung quá thiệt á. Chị Thủy sợ gì nữa chị. Bao nhiêu lần sanh nở sợ gì cái kim. Em đi thử máu cũng sợ nữa. Thử máu xong rồi nhổ răng hay cái gì kim là em thấy cái kim là em rung rồi. Bây giờ là tôi sẽ được Nguyễn Thị Nga tiêm cho mọi người. Chị Hoa hả? Nguyễn chị, hai ông nhìn sai sai tên. Chị Nguyễn Thị Hoa sẽ tiêm cho tôi. Nếu thấy tôi ngất thì đề nghị phải gọi xe cấp cứu. Tôi hô hấp nhân tạo. Để kiếm một anh. Cô nào hô hấp cho em đi. Cô nào cũng vịt mặt Thủy ơi, em không thấy mặt được cô nào. Tôi xin nhắc lại tất cả các MC của Đài Truyền hình Việt Nam như là anh Hữu Bằng, hay Đức Bảo, Thủy Vân, Thúy Linh, Hồng Nhung, Thu Hà, các bạn sẽ xuống đây tiêm đi, tại các bạn trốn. Bạn lây tôi tiêm cho các bạn lây cúm cho tôi đấy. Đang chữa hết rồi, không tiêm được. Tiêm đi em. Ủa anh kia cởi áo. Ông tao tiêm mẫu cho mày nhá. Hả? Tiêm mẫu cho mày nhá. Ừ, lên anh à. Anh ơi, có mua được vé của anh trai không? Anh trai vừa ngày trong ngày đúng không chị? Ừ. Sao chị không nói Vân, nói Tuyết Vân á. Tuyết Vân nhớ lúc bên video qua anh á. Chị nhắn số Tuyết Vân á chị. Chị cho em xin họ và tên của chị. Đang lấy một đôi vé cho thằng em. Có tiêm được không? Không tiêm nhá. Ta cài quay đi. Hả? À? Cũng mùa nhắm rồi. Cũng mùa. Đây mình nhìn nha, tiêm cái này cho mọi người nha. Và 380.000 một mũi nữa. 365 ạ. 365 hả? Cho em thêm 15.000 gửi xe. Tiêm cho chị số Vân. Em bảo nó câu. Anh Hành cũng mua vé từ đó. Tại vì vé, chị mua vé VIP thì ngồi coi nó đã hơn. Ăn uống xong riêng một gia đình ngồi coi hẳn cái sân khấu thì nó đẹp hơn. Tự nhiên nó làm ác sức quá. Và thì bên gì đó xin người động gia đình là hết chỗ rồi. 18 triệu gì là cả nhà hay bao nhiêu đấy chị tưởng chị chị nói chuyện cho em đỡ sợ mà thấy chưa tim chưa em ơi xong rồi có nhói lên nha mọi người nha. Em nghĩ là mua chút xíu được chỗ ngồi nhìn sân khấu chị. Vài 8 triệu là chúng ta, 8 triệu một cả nhà mốt lắm. Không, bạn về làm thế nhưng mà chị có được đồ ăn riêng rồi chị gì riêng. Thì theo sao chị hỏi em 5 triệu một vé. Em nhắn, em nhắn nó cho xong rồi nó em sẽ cho chị nó. Ok, bây giờ sao nữa em? Em xin phép nối lại để nhập trên hệ thống ạ. Xong rồi đúng không? Sau khi chị Thủy là đánh lừa tôi thì tôi đã bị tin mà hơi nhói chút. Nó giống như kiến kiến càng cắn một tí chị ha. Ok, còn bây giờ thì tôi sẽ đi liên hệ vé coi âm trong ga cho chị Thủy mọi người. Chào mọi người nha, nhớ đi tìm đúng giờ nha, bye bye.